Rồi chào anh em nha, chào anh em đến với trở lại với kênh YouTube Dầm Cỏ Tây Ninh Fishing nha. Bữa nay là trở lại hồ Thành Công ở Long Hưng Bến Cầu nha anh em. Thì nghe nhiều anh em nói là cám thì hơi chậm, nên bữa nay mình xuống mình lấy cám mình chơi thử nha. Cũng có đem bánh theo mình chơi, nếu mà cái nào không được thì mình đổi. Nhưng mà trước tiên là mình sẽ đánh cám cho anh em coi nha, coi cái cám của mình là nó có lên hay không nha. Trên đây thì cũng có mấy anh em, lát nữa là mấy anh em qua cũng giao lưu chơi. Rồi giờ bóp bóp mồi xuống cần nha anh em, xuống cần rồi anh em ơi. Chờ cá ăn anh em ơi. Giờ là chuẩn bị cá ăn nha anh em ơi. Bây giờ sợ nó bay xa quá nó quýnh vào đôi em biết đâu. Bây giờ xuống phức hai cái. Xuống của anh Đầu Phương với thằng kế thằng. Bữa nay câu cá mà cá đâu không thấy mà thấy ha. Chào anh em nghe, lúc trước chưa có chào, lúc này mới chào. À, cá đâu không thấy mà thấy người, thấy không? Thấy người, à. Không thấy thấy xỉn là được rồi. Vô anh em ơi. Thấy cái này nữa nè. Vô 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 vô. À, anh em nào fan đó, ai đồ đó. Mời mấy anh em ơi. À. Mà đăng clip luôn đi. Mà hết tất cả anh em dân câu. Gà nè, đi câu cá tha mà ăn gà không à. Quá chịu. Nữa nè, quýt cá bụi có hết. Đâu bưởi thôi, bưởi đâu, đem ra đeo luôn. Bưởi. Đó. Bưởi có bưởi anh em ơi. Đeo vô, đeo vô, đeo vô. Đeo vô coi. Đeo vô đây. Vô. Tao đấu luôn chết rồi. Bữa nay hợp mặt luôn á. Lên sóng luôn. Cùng 216 nhậu. Alo anh em. Quánh quánh như dòng chữ mặn hai đồ á. Bữa nay có dịp giao lưu anh em ở Bến Cầu vô hệ. Anh em coi clip nhớ đăng ký ủng hộ cho một like luôn nha, cho một like luôn, like một xe một kéo một giật luôn. Bà chủ kìa, đưa mặt bà chủ vô kìa. Ben 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 đột luôn rồi, đi vô luôn rồi, lại quay luôn. Lên lên. Anh Sơn lên cá luôn nha. Kìm đâu, kìm đâu. Đốt đây. Trời lấy cho nó chống cho nó mạnh. Cái gì vậy? Cá hả? Ồ, cá kinh, cá kinh. Anh em ơi. Cá lên nha nè. Từ từ em. Cá luôn nghe, ai đầu hầm luôn nè. Có quay không? Chúng nó để làm cái bịch. Sợ. Bịch
bạn là gì? Cái này dắt xé 1 ký hai bạn. Ủa hiểu. Không ai ăn xài đâu anh ơi. Đâu hình như mấy bữa lần trước là quánh lên kéo xuống ăn không á Sơn. Xíu đi, xíu nhanh đi. Đừng có nương, xíu đi. Có nhầm gì đâu. Ăn cái đút lên cá để đưa cái mặt tôi vô miếng. Thế thế nào cũng đưa cái mặt tôi vô à. Ê, chào quý vị nghe. Ông cũng đưa ông canh lấy gì mà đóng. Rồi cá chàng rồi. Để luôn rồi khỏi xe. Để anh Sơn quay luôn con rồi phải không? Chưa luôn. Chưa quay hả? Thôi để quay luôn. Đến nào quay đầu tôi là tôi quay. Chưa anh ở ngôi chùa. Hai đầu lên cá nghe. Hai đầu lên cá lên cá đánh ổng mà chết chết kìa nha. Nay chủ hầm thành công mở quán bar luôn nghe. Lên được không? Lên luôn không?
cá lên nghe. Đây là còn giải nữa. Đây, xuống. Cá luôn rồi anh em. Rồi rồi, lụm luôn. Có cá nghe anh em. Thiếu hai con ha. Con qua cánh ta chủ hầm mặn cánh. Hôm qua kia đưa tiền lấy nên ta lấy cho. Chơi chủ hầm mặn cánh. Chứ giờ lỡ cánh lỡ rồi giờ sao không lẽ giờ lấy. Tại qua nhớ mấy hôm đó mới đưa tiền đó ta đưa qua cho mày luôn đi. Có cá. Bây giờ cân không có đây. Đó, sao có căng luôn. Bảo vậy đó. Có căng luôn, ta có căng luôn. Trời ơi trời. Vậy nãy biết nãy giờ tôi cái căng nãy giờ tôi lộ. Đem về nhà chi mất công cực khổ mà còn mấy cũng cho người ta. Mấy ký mà nó không nhỉ? 6 ký 4 90 6 ký 4 90. Về anh em ơi. Bữa nay xuống hồ Thành Công ở Long Hưng Bến Cầu được 3 con nha, cám nha. Chúc anh em xem clip vui vẻ nha. Nhớ đăng ký ủng hộ mình nha. Chào anh em, hẹn lại anh em clip sau.